Anh Tuấn ơi, đàn ông tách ra được một tháng thì đòi ly hôn. Rồi, em vẫn đồng ý ly hôn. Thế nào vậy sau này, chưa chưa chắc là đằng sau ly hôn đâu, thế anh đoán. Thì đòi ly hôn, em vẫn đồng ý. Lý do ly hôn là anh ta nghe lời mẹ mà không có lập trường. Sau ly hôn, anh ta không liên lạc, thế là vẫn đi tới ly hôn rồi. Anh ta không liên lạc hỏi thăm con, không chu cấp cho con cái được một lần nào. 5 tháng em vẫn im lặng sống cuộc sống của mình và lo cho con. Anh ta có khả năng trưởng thành từ boy thành man sau này không? Khi anh tới với người sau không ạ? À? Có thể, yes. Có thể. Trời ơi em ơi, cuộc tình của em đoạn sau anh không biết, nhưng mà em nói là tách ra được 1 tháng thì đòi ly hôn. Em đồng ý, sau đó ly hôn luôn. Nghe theo lời mẹ, không có lập trường. Anh đoán là cái cảm giác của anh ta dành cho em nó gần như không còn gì hết á. Nó không còn, nên ly hôn. Câu hỏi của em là anh ta có thể từ một the boy thành the man không? Yes. Nên nhớ là sự thay đổi là hiện hữu, là có thật. Ở trong cuộc đời nó có cái gọi là sự thay đổi. Thay đổi được bao nhiêu? Nó tùy từng người chúng ta. Đó. Để chia sẻ các bạn cái điều này. Nếu mà một cái cây nó đang mọc như vậy. Đây là cái cây nha. Đại cái cây sau lưng này. Đó, có cái cây. Nó mọc lên như vậy. Bây giờ em để nó, giả sử có cái mái nhà nằm như vậy, che nó lại. Thì chuyện gì sẽ xảy ra với cái cây đó? Có phải là nó sẽ mọc quẹo qua một bên, nó đi lên đúng không? Và các bạn biết là chính cái cây đó nó cố gắng nó thay đổi bản thân nó để phù hợp với cái điều kiện sống đó, điều kiện sống mới. Nó không bắt cái nhà dời đi để cho nó mọc. Nó không bắt cái cây, nó không lại nói cái nhà mày phải đi chỗ khác để tao mọc. Tao đang mọc mà tự nhiên mày mày xây cái mái mày lú ra mày cản tao. Cái cây nó không làm điều đó. Mà nó tìm cách nó mọc. Nó tìm cách nó tiếp tục nó sống và nó thay đổi bản thân nó để nó phát triển trong cái điều kiện đó. Và bạn thấy là cái này là cái mà trong tự nhiên nó đã xảy ra với tất cả vạn vật. Tất cả vạn vật. Nếu mà một cái con sóc nó đi kiếm cái hạt để nó ăn mà nó kiếm không được thì làm sao? Nó sẽ kiếm hạt khác. Nó sẽ, nếu mà chỗ này không có đồ ăn, nó sẽ phải chạy đi chỗ khác. Nó sẽ phải thay đổi cái bản thân nó phù hợp. Nếu mà nó đang đi kiếm ăn mà trời mưa mà nó không thích trời mưa thì nó buộc phải chấp nhận nó kiếm một cái hốc nào nó chui vào đó. Nó không cự ông trời, nó nói ông trời ông không được mưa, tôi đang kiếm ăn mà ông mưa. Nó thay đổi bản thân nó. Tất cả mọi thứ trên đời, một cái đàn kiến nó đang bò nó kiếm ăn, em lại em phá nó sẽ chạy lung tung. Nhưng mà sau đó em sẽ thấy này, nó sẽ tìm cách nó lại tiếp tục nó mò lại, nó kiếm coi còn cái gì hay không để nó lấy tiếp tục ăn nó mang về. Tất cả mọi thứ em thấy trong cái xã hội này nó sẽ tìm cách nó tự thay đổi bản thân nó để nó tồn tại, để nó phát triển và tồn tại. Cỏ em cắt nó em thấy là nó mọc lại, và nhiều thứ khác trên đời lắm. Hồi xưa có lần vô tình mình lỡ mình cột cái chân của một con mèo bằng dây thun, thời đó nhỏ không biết. Mình lấy cái sợi dây thun mình cột một cái sợi dây vào cái chân con mèo để mà cột nó ở nhà. Sau đó nó cắn đứt cái sợi dây nó đi. Và khi nó cắn đứt sợi dây nó đi thì sợi dây thun vẫn còn nằm ở trong cái chân nó. Và bạn biết tại vì nó đi hoang hoài nó ở nhà, mình cột nó lại mà thời đó mình mới có chừng chắc chừng 12, 12, 13, 14 tuổi gì là cùng. Mà mình không biết được một điều, không nghĩ xa được á, là cái sợi dây thun đó nó sẽ làm hư cái chân con mèo. Nó cắn đứt sợi dây thun. Hồi đó nó cắn đứt cái sợi dây 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 ni lông á, nó cắn đứt thì nó đi. Và nó đi. Sau đó có một lần mình vô tình khoảng chừng độ khoảng hơn chắc khoảng tháng sau đó, mình nhìn thấy nó trên mái nhà, nó cà thọt nó đi, và mình nhìn thấy cái chân mà trong đó cái sợi dây thun của mình nó khô lại, nó vẫn còn nằm ở cái chân đó, mà cái phần dưới sợi dây thun là nó bị hoại tử, nó hư hết, nó hư mà nó khô và nó lòi ra cái xương con mèo. Trời ơi lúc đó nó hối hận vô cùng, hối hận luôn. Nhưng mà cái điều mình muốn nói đây các bạn, con mèo nó sống bằng 3 chân, cái chân kia nó mất đi cái đoạn dưới sợi dây thun, nó vẫn còn nằm ở đó, mình nhìn thấy cái sợi dây thun nó bị khô lại vì qua thời gian, nhưng mà cái đoạn dưới này nó hoại tử mà nó chỉ còn xương. Cảm giác nó đau lòng khủng khiếp. Nhưng mà cái mình muốn nói này, con mèo đó nó trở thành con mèo 3 chân và nó vẫn sống cái cuộc sống của nó vẫn nhảy đi cà thọt 3 chân. Mình nhìn mình nói đó, trời ơi nó cũng chẳng biết mình đã làm điều đó với nó để trách mình. Mình cảm giác chứ trời ơi mình không biết con mèo nó có trách mình hay không, nhưng mình cảm giác mà cái tuổi mười mấy các bạn biết, cái lần đầu tiên mình làm nó một cái điều đó, cái cảm giác nó đau, mà nó đau, nó hối hận, nó hối hận mà rớt nước mắt luôn. Mình nói nó có thể quay ngược thời gian là mình sẽ xin lỗi nó.
mình sẽ không làm điều đó. Mình lỡ mình còn cái sợi dây thun mà nó biết cái sợi dây thun nó tạo ra cái điều cho nó thê thảm với cuộc đời nó, bây giờ nó thành con mèo ba chân mà nó không có trách mình, nó cũng chẳng biết để mà trách mình. Mình nhìn thấy, nhưng mà cái điều muốn nói đây này, con mèo từ bốn chân nó sẽ sống ba chân, nó không vì thế mà nó nói là cuộc đời tôi tàn rồi và tôi sẽ hủy hoại cơ thể tôi sẽ tự tử. Nó vẫn sống ba chân, vẫn sống với cuộc sống của nó. Nhưng mà bạn thấy nè, con người lại không nha. Con người lại thế này nè, ok nó xấu thì tôi sẽ tìm một cái lý do để tôi biện minh cho cái xấu đó. Và tôi sẽ không thay đổi, tôi sẽ tìm cách một lý do biện minh mà tôi sẽ cứ như vậy, không phát triển. Cái cây nó đụng cái nóc thì nó vẫn mọc tiếp, tìm đủ mọi cách nó mọc. Bạn thử coi, nó tìm đủ mọi cách để nó mọc, nó không có chịu thua. Bạn cản nó coi, nó sẽ mọc qua đường này. Bạn cản nó làm tất cả cái nó có thể làm. Nhưng mà con người chúng ta là vậy mà. Trời mưa, nó trời mưa, thôi trời mưa, thôi không có làm được. Mái nhà trời mưa làm sao mà lợp mái? Cái mái nhà bị hư á, thì người vợ kêu anh đi sửa mái nhà đi. Ô hôm nay trời mưa làm sao làm được mái nhà em? Thôi để trời nắng. Trời nắng lên thì nó là trời nắng cần gì phải lợp mái nhà nữa em? Trời nắng có mưa đâu, đâu có dột đâu phải lợp mái nhà, phải không? Trời nắng thì không cần lợp mái nhà, mà trời mưa thì không lợp được. Bà mẹ nó cái lý do cỡ nào cũng tìm được cái lý do. Nhưng bạn thấy ở đây nè, con người chúng ta nó vậy, chúng ta không có chịu thay đổi để vươn lên. Và nhiều, mình không nói tất cả, có một số nhỏ không chấp nhận điều đó. Họ không muốn tầm thường, họ muốn vĩ đại, họ chấp, họ thay đổi. Và cái sự khác biệt chỗ này nè, cái người mà trở thành cái người mà vượt qua được cái đó, chấp nhận cái sự thay đổi để phát triển hơn, họ có cái cuộc sống xứng đáng hơn. Họ là chính là những người thành công, những người mà có cái cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống về tài chánh đầy đủ, cuộc sống về hạnh phúc, cuộc sống là họ cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống, họ được nhiều người yêu thương xung quanh, họ luôn đầy những cái niềm vui đầy khắp nơi, họ xứng đáng với điều đó. Còn những người mà chúng ta quyết định là tôi sẽ là một người bình thường, người tầm thường, mình tạm dùng chữ bình, ta chữ bình thường nghe có vẻ số đông, mình dùng chữ này tầm thường, mình quyết định tầm thường thì cuộc sống mình nó sẽ tầm thường. Do đó là con người chúng ta nó cần cái sự thay đổi. Mà lý do tại sao chúng ta không thay đổi trong khi cái cây nó chấp nhận thay đổi là vì sao? Chúng ta có sự lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn lười trong khi chúng ta có thể siêng. Chúng ta có thể quyết định là thôi không học, trong khi chúng ta có thể có sự lựa chọn là sẽ học. Chúng ta có sự lựa chọn là làm để phát triển, nhưng chúng ta cũng có sự lựa chọn là thôi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo có được. Người có số, nhà có số, thằng đó nó giàu vì nó hên, thằng đó nó hạnh phúc là vì nó hên, nó trúng người nó hạnh phúc. Chúng ta có quyền quyết định điều đó. Chính vì vậy cho nên chúng ta có cái cuộc sống xứng đáng. Nếu các bạn phải hiểu được cái điều đó để mà áp dụng vào trong cái cuộc sống. Ở trong cái tình huống những cái người như là một cái người a boy này sau này có thể trở thành a man không? Yes. Anh ta có thể sau này quyết định là tôi phải thay đổi. Lúc đó anh ta sẽ trở thành cái the man. Còn nếu anh ta là the boy, anh ta sẽ có cuộc sống của the boy. Đó là những cái mà anh muốn chia sẻ với các bạn nó rộng hơn. Tại vì anh vẫn nói với các bạn là cái tư duy của cuộc sống hạnh phúc, hay là cái tư duy phát triển bản thân, hay là cái tư duy thành công nói chung. Tức là tư duy phát triển bản thân là tư duy để đạt được sự thành công. Thì bạn phát triển, bạn đạt được cái tương ứng. Bạn muốn cái gọi là thành công, bạn phải xứng đáng với con người thành công. Nó cũng là cái khái niệm rộng của cái khái niệm nhỏ hơn là hạnh phúc. Hạnh phúc nó nằm trong cái tư duy phát triển, tư duy thành công. Hạnh phúc là một phần của cuộc sống, nó không phải tất cả, nhưng nó là một phần quan trọng của cuộc sống. Do đó cái tư duy đó nó áp dụng vào trong cái cuộc sống, và tất cả những cái khía cạnh khác cuộc sống nó đều phù hợp. Do đó là mình muốn mở rộng ra cho các bạn hơn một chút xíu trong cái cuộc sống, khi các bạn có những cái câu hỏi mà nó có cái hướng đi rộng ra hơn trong cái cuộc sống tình cảm. Và mình mong là đây, nó cái này nó cho các bạn những cái giá trị lớn hơn hơn chỉ là ở trong cái phần quan hệ tình cảm của chúng ta. Tại vì cái cuộc sống nó còn nhiều thứ hơn là chỉ cuộc sống tình cảm. Sống tình cảm nó nằm trong cái gọi là cuộc sống. Cuộc sống nó bự hơn các bạn nhé. Đó là cái mà mình muốn qua cái câu hỏi của các bạn, muốn chia sẻ với các bạn. Rất là nhiều bạn vẫn nói với mình, anh Tuấn ơi, tại sao không trả lời câu hỏi của em trên livestream? Có ai có thể giúp mình trả lời câu hỏi của mình không? Là tại sao mình lại không trả lời được một số những nhiều câu hỏi khác trên livestream? Lý do tại sao? Tại vì không đủ thời gian. Mình không thể làm tất cả những cái có thể làm được. Đó lý do tại sao có apprentice, những cái bạn trong chương trình học nghề. Sau này họ sẽ làm những cái điều, họ sẽ làm cái điều đó bởi bản thân họ. Và các bạn đang bắt đầu làm ở một số nhóm nào đó, rất là hạnh phúc thì các bạn làm điều đó. Họ bắt đầu họ giúp ra cái cộng đồng rộng hơn. Rồi họ sẽ giúp mình trong những cái chương trình tạo ra. Thực ra nó phải của mình. Cái chương, nên nhớ nè, một cái chương trình, giả sử như cái bootcamp chân dung người phụ nữ quyến rũ, nó không phải là chương trình của mình. Nó cũng không phải là chương trình của công ty LoveTech.
Nó là chương trình cho tất cả những người nào tham gia vào chương trình đó. Tại vì sao? Họ chính là những người đóng góp, họ chính là những người nhận giá trị. Và những cái người coach, những người apprentice sau này trở thành những cái người coach bản thân mình, hay là những cái đội ngũ trợ giảng, những anh em đằng sau sân khấu, họ chính là những người đóng góp vào phần dàn dựng chương trình mà thôi. Cả cái bootcamp sau này về gương vỡ lại lành, nó không phải là chương trình của mình. Mình có thể là cái người đi đầu về cái ý tưởng thiết kế, nhưng chính nó phục vụ cho những người tham gia là chính. Để mình muốn cho các bạn cái cách nhìn của mình, cái tư duy của mình với cái cách nhìn của mình, để các bạn có thể hiểu được những cái góc của mình đặt mình vào cái vị trí như thế nào. Và các bạn có thể từ đó các bạn sẽ thấy, và các bạn có thể mượn cái từ cái đó các bạn có thể áp dụng lại vào trong cuộc sống các bạn. Hay là các bạn có những cái thái độ đúng hơn và tốt hơn, tích cực hơn vào những cái hành động, không những là của mình như mình nói nãy, những hành động mà được dựng ra, những cái nhóm mới chạy đó, mà nó còn là những khía cạnh khác của cuộc sống của bạn. Mình dùng mình như một cái ví dụ thôi, tức là mình walk the talk, là mình nói mình làm mà mình làm cái mình nói. Và mình chắc cũng không cần phải lặp lại cái câu đó, tại vì nhiều bạn chắc cũng thấy nó đủ. Nếu bạn thích cái video này thì hãy bấm like và bấm share cái video này cho những người bạn của bạn. Tuy nhiên cái này là quan trọng nhất nè, cái này là quan trọng nhất nè. Hãy bấm nút đăng ký kênh để tham gia vào kênh và để nhận thêm những video khác. Thì cái nút đăng ký kênh nó nằm ở đâu? Bên tay phải của bạn, ngay góc dưới cái video, ở ngay góc phải ở phía dưới đó. Thì còn nếu như bạn muốn tham gia vào những cái buổi livestream vào lúc 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần, thì sau khi bạn bấm cái nút đăng ký kênh á, nó sẽ hiện lên mình một cái chuông. Hãy bấm cái chuông đó, thì sau này khi có livestream bạn sẽ nhận được. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ đừng quên đăng ký kênh đó nha. Bye bye. À giờ trở cho hôm nay là không có dùng chữ rối tơ lòng thòng ở trên Facebook nữa. Cái rối tơ lòng thòng á là dùng ở bên YouTube. Bên Facebook bây giờ mình dùng là lằng nhằng dây điện. Mới học của cái anh Linh, còn cái anh đó tên Linh, anh nói là ba cái vụ lằng nhằng dây điện. Oh my god, mình nghe mắc cười quá. Mình nói thôi để mình gỡ rối, đại ngọc rối tới lòng thòng, mà là gỡ những cái tình cảm lằng nhằng dây điện này cho các bạn. À, mắc cười quá, lằng nhằng mà lằng nhằng dây điện. Dây gì lằng nhằng với dây điện nghe hơi nhọc. Một bạn hỏi là tôi và chồng sống hạnh phúc được 15 năm. Chồng tôi ngoại tình, ăn nhậu suốt ngày. Cặp hết người này đến người khác, tôi đã nhiều lần tha thứ. Giờ thì anh ấy bỏ nhà ra ngoài sống nửa năm nay. Theo anh tôi có nên ly hôn không hay phải làm gì đây? Câu hỏi của bạn là có nên ly hôn hay không? Trong khi cái phần bạn tả đó, là bạn các bạn đọc kỹ nè, mình đọc lại cho các bạn nghe và các bạn để ý kỹ nha. Tôi và chồng sống hạnh phúc được 15 năm thì chồng tôi ngoại tình, ăn nhậu suốt ngày, cặp hết người này đến người khác, tôi đã nhiều lần tha thứ, giờ thì anh ấy bỏ nhà ra ngoài sống nửa năm nay. Theo anh tôi có nên ly hôn hay không hay phải làm gì đây? À, chuyện nó vậy mà bạn đặt cái câu hỏi nghe là thấy căng. Ly hôn hay làm gì đây? Nếu mà bạn muốn ly hôn thì bạn đã làm lâu. Cái câu hỏi đó nó nói lên là bạn thực sự cũng chưa muốn ly hôn. Tuy nhiên ở đây nè, tôi và chồng sống hạnh phúc được 15 năm thì bụp cái chồng tôi ngoại tình. Nè, nghe là thấy nó không ổn rồi, nghe là thấy là cái đó là nó không chính xác rồi không? Không thể nào đang hạnh phúc 15 năm bụp phát chồng ngoại tình. No way. Nó phải có cái dấu hiệu, nó phải có lý do, chẳng qua là bạn không thấy mà thôi. Và cái cách của bạn viết ra như vậy chứng tỏ là nếu như bạn viết cái đó chính xác với cái bạn nghĩ, thì có nghĩa là bạn không nhận thấy những điều mà nó quá rõ ràng, để cho nên bạn mới nói là 15 hạnh phúc 15 năm thì chồng tôi ngoại tình. Anh ta ngoại tình nó là một cái triệu chứng của cái việc cái hôn nhân của bạn và anh ta nó không còn tốt đẹp nữa. Để mình gõ lại, không để nó mất đi cái câu này, mình phải gõ lại để nó lưu lại đây. Ăn nhậu suốt ngày, cặp hết người này tới người kia, tôi đã nhiều lần tha thứ. Ok, thứ nhất là cái chuyện anh ta ngoại tình, anh ta ăn nhậu, nó không thể nào bụp một phép đúng 15 năm tự nhiên bụp cái đổi à. No, nó phải từ từ nó diễn ra. Và nó chắc chắn là có nhiều dấu hiệu, chỉ có là bạn không biết mà thôi. Tự nhiên 15 năm đang hạnh phúc bụp cái ngày này, ông đổ đốn với ông ngoại tình, ông ăn nhậu, ông quen hết người này tới người kia.
nghe nó không có, nó không, nó gần như không thể xảy ra được. Một con người không phải ngủ một phát dậy sáng ngày hôm sau là bụp dậy được. No, nó có rất là nhiều. Và ở đây nè, có một cái bạn nói mà mình thấy rất rõ rồi. Bạn nói là tôi đã nhiều lần tha thứ. Đây là cái mà nhìn vào có thể thấy được. Nếu bạn nói bạn đã nhiều lần tha thứ, nó chẳng khác nào bạn chấp nhận con người đàn ông này. Mình chưa nói tới chuyện chỉnh sửa gì hết trơn nha. Mình chỉ nói là cái cách bạn nói là bạn đã nhiều lần tha thứ. Bạn tha thứ, bạn tha thứ nhiều lần tha thứ. Bạn tha thứ nhiều lần thì bạn tha thứ thêm lần nữa đi. Và tha thứ thêm một vài chục lần nữa đi. Đúng không? Tại đã tha thứ nhiều lần rồi. Do đó cái chữ ở đây mình muốn cho bạn thấy điều này nè. Chúng ta khi chúng ta nhiều lần tha thứ có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận điều đó rồi. Bạn đã đồng ý nhiều lần, không phải một lần mà nhiều lần tha thứ. Vậy thì tiếp tục tha thứ đi. Đúng không? Do đó là nhiều lần tha thứ nó không phải giải pháp. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay sau nhiều lần tha thứ, bạn lại muốn hỏi tôi là bạn muốn ly hôn hay là muốn bị biết làm gì đây? Chính vì cái nhiều lần tha thứ, tại vì động tác tha thứ là động tác chấp nhận. Nếu như bạn nói là bạn nhiều lần tha thứ, bạn có thể tha thứ một lần, bạn có thể tha thứ hai lần, nhưng mà nếu bạn nhiều lần tha thứ có nghĩa là bạn đã chấp nhận cái điều đó rồi. Ok, và để đó là lý do, một phần lý do tại sao nó dẫn tới ngày hôm nay. Tuy nhiên cái câu hỏi của bạn nó lại nằm ở chỗ này nè, bạn không hỏi chỉnh sửa như thế nào mà bạn lại hỏi là có nên ly hôn hay không hay là phải làm gì đây. Ok, câu trả lời nhé, bạn nên tìm cách chỉnh sửa cái hôn nhân mình trước cái đã. Ở đây mình hoàn toàn không biết được ông chồng đang suy nghĩ gì, ông làm gì, tại vì không có dữ kiện. Cho nên là cái cần làm gì, cái bạn cần là phải chỉnh sửa cái hôn nhân trước. Nếu bạn chỉnh sửa, bạn cố gắng bằng chỉnh sửa, và đương nhiên bạn phải đi học, bạn phải biết cách để mà làm mà gọi là chỉnh sửa nha. Chứ bạn không biết cách thì là bạn không thể chỉnh sửa nếu bạn không biết cách. Cho nên đó là bạn tiếp tục, bạn quay về bạn nói tôi tha thứ cho ông lần nữa, và bạn coi cái việc tha thứ đó là chỉnh sửa thì lại là càng sai nha. Tại vì bạn đã tha thứ nhiều lần rồi đúng không, và việc nó không có tốt. Cho đó là bây giờ bạn quay về bạn nói thôi bây giờ tôi tha thứ cho ông lần nữa chỉnh sửa lại, đó không phải chỉnh sửa. Chỉnh sửa là bạn phải đi học cái kiến thức đó, và bạn phải biết chính xác bạn cần làm gì thì mới là chỉnh sửa nha. Và nếu như bạn cố gắng chỉnh sửa mà bạn không chỉnh sửa được thì lúc đó bạn mới nghĩ tới việc tách ra, và sau đó nếu có thể thì mới tới cái việc ly hôn, thì lúc đó nó mới tới cái việc cái bước đó. Còn bây giờ thì có thể là nó hơi sớm, chúng ta nên cho cái hôn nhân chúng ta một cái cơ hội nữa. Tại vì sao biết không? Và nếu đã nói cho cơ hội đây không có nghĩa là làm lành lại nha. Cho cơ hội đây tức là mình chỉnh sửa nó lại đó, chứ không phải nói tôi bỏ qua cho ông lần là cho cơ hội. Đâu, cái đó không phải cho cơ hội, cái đó là bạn đang tiếp tục làm hư cái hôn nhân của mình. Nên nhớ những cái lần mà bạn làm như vậy không có phải bạn cho cái hôn nhân của bạn một cơ hội, mà bạn đang làm, bạn đang chấp nhận cái hôn nhân của bạn nó tệ hơn và tệ hơn và tệ hơn. Ngay do đó cho tất cả những người vợ, những bạn gái nào, những người vợ mà muốn chỉnh sửa cái hôn nhân, muốn cái hôn nhân mình tốt lên, mà nghĩ là mình bỏ qua, mình tha thứ là mình chỉnh sửa, no, đó không phải chỉnh sửa hôn nhân, đó không phải là làm cho nó tốt hơn, đó chẳng qua là chấp nhận cho nó tệ hơn. Ok, à có một bạn Hoàng Ngân nói là em đã học qua lớp online của thầy rồi, rất hay lắm. À, em đừng gọi anh bằng thầy hãy gọi bằng anh cho nó thân mật có coi cái tuần tuần gì Ngao Sổn hết hả? Ngao Sổn hết cái có ông thầy đề à, đã nói mãi bảo đừng gọi bằng thầy, nói thì hết á, hãy gọi bằng anh cho nó thân mật. Ông vừa nói ông vừa leo lên cái bàn đâu, quan nguyện quan nguyện. Ok, lòng tức lòng nè.